Càng nhiều máy càng khó chọn. Yên tâm, sắp tới còn nhiều hơn nữa. Nhưng mà đã quay về đây, video clip này là để giúp các bạn so sánh và phân biệt 5 dòng máy dùng bằng kết hợp chăm sóc da của nhà NBA Happy Skin để chúng ta dễ dàng lựa chọn đâu là chân ái nhé. Cả 5 máy đều giống nhau ở chức năng rửa mặt với sợi lông siêu mềm, đã chứng nhận FDA, màu sắc bắt mắt, bảo hành 1 đổi 1 trong 7 ngày với lỗi kỹ thuật và miễn phí trong 5 đầu tiên. Với máy rửa mặt Sonic, đây là công nghệ Sonic Vibration và AI ghi nhớ thói quen của người dùng. Công dụng chính là làm sạch sâu với 3677 điểm chạm phút quẹt liquid silicone siêu mềm. Gợi ý dành cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Hiệu quả em đánh giá 8/10 với giá thành rất hấp dẫn. Điểm cộng pin siêu bền, thực tế 3-6 tháng mới phải sạc lại. Lông cực kỳ mềm, tiết điện làm sạch lớn. Người anh em Sonic Extra, công nghệ cũng là Sonic Vibration. Công dụng cũng là làm sạch sâu với đầu vuốt nhọn, đặc biệt là vùng chữ T, và mặt sau thiết kế cong chữ S ôm sát khuôn mặt, massage nâng cơ săn chắc da. Máy này cũng dùng cho mọi loại da, hiệu quả đánh giá 8.5/10. Giá thành chỉ nhìn hơn Sonic một chút xíu hơn nhưng được lợi công nghệ massage rất thích. Nhưng lưu ý là massage sâu dưỡng trên da ẩm để không kéo da nha. Điểm cộng là tiết diện làm sạch lớn nhất và massage ôm sát hình chữ S rất ok. Máy 5-in-1 full với công nghệ Sonic Vibration LED xanh, LED đỏ, nhiệt nóng, nhiệt lạnh. Với công dụng rửa mặt sạch sâu với Sonic Vibration 15.000 lần một phút, LED đỏ tăng sinh collagen, LED xanh tăng cường diệt khuẩn và kháng viêm. Nhiệt nóng lên đến 44 độ giúp lưu thông tuần hoàn máu và nhiệt lạnh 10 đến 14 độ giúp cải thiện lỗ chân lông, giảm sưng viêm. Máy này cũng phù hợp với mọi loại da và đánh giá hiệu quả thì 9/10. Giá thành rất ok với một con máy có công nghệ ánh sáng sinh học LED. Điểm cộng sạc Type-C, dễ dàng điều chỉnh và sử dụng, cảm biến tự tắt máy sau 15 phút. Còn điểm trừ là hao pin vì có nhiều công dụng. Máy 5-in-1 mini cũng tương tự nhưng nhỏ gọn hơn, phù hợp mang đi du lịch. Nhưng chưa có chân đế và số lượng bóng đèn LED cũng như tiết diện nhiệt nóng lạnh nhỏ hơn nên cảm quan khi sử dụng thì không bằng. Máy 7-in-1 có công nghệ Sonic Vibration LED xanh, LED đỏ, nhiệt ấm, công nghệ EMS, ion âm dương và bi lăng từ tính. Với công dụng thì rửa mặt sạch sâu với Sonic Vibration kết hợp bi lăng từ tính xoay 3 chiều massage săn chắc ngay từ khi rửa mặt. Công nghệ EMS nâng cơ và săn chắc da, LED xanh giúp làm dịu kháng viêm, LED đỏ giúp kháng khuẩn và tái tạo da, ion dương hỗ trợ làm sạch bụi bẩn dầu thừa, ion âm tăng cường khả năng thẩm thấu dưỡng chất và nhiệt ấm 42 độ giúp tăng lưu thông tuần hoàn máu và đầy tinh chất. Gợi ý là phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là trên 30 tuổi. Hiệu quả đánh giá 9.5/10 với giá thành hơn 2 củ nhưng có công nghệ LED, EMS và ion thì rất xứng đáng. Điểm cộng là tích hợp đến 7 công nghệ làm đẹp chuẩn spa, đầu lông siêu mềm, thiết kế nhỏ gọn trong lòng bàn tay. Và điểm trừ là khá hao pin vì nhiều công nghệ và cần thời gian để nhận thấy hiệu quả rõ rệt của đèn LED và EMS nhé. Ngoài ra thì có những lưu ý sau: về tần suất sử dụng, máy có thể sử dụng hàng ngày, riêng chế độ đèn LED thì nên từ 5 đến 15 phút mỗi lần. Về vệ sinh và bảo quản máy, chỉ vệ sinh máy khi thiết bị đã được tắt hoàn toàn và không kết nối với nguồn điện. Rửa sạch máy dưới nước ấm cùng chất tẩy rửa trung tính, lau khô nhẹ nhàng bằng vải sạch. Máy 5-in-1 sau khi dùng tại sao bị nóng? Sau khi dùng chế độ nhiệt lạnh, hệ thống làm lạnh sẽ tỏa nhiệt mất 8 đến 10 phút để trở về bình thường. Với thiết bị kháng nước tiêu chuẩn IPX7 thì cần tỏa nhiệt thụ động và khép kín. Chế độ làm sạch chỉ hoạt động 1 phút một lần và bật lại để tiếp tục sử dụng. Nếu thấy chế độ làm lạnh giảm đi, có thể bỏ vào tủ lạnh hoặc nhúng thiết bị vào nước để hạ nhiệt nhanh hơn. Sau khi ngừng sử dụng, máy sẽ tỏa nhiệt để bảo vệ thân máy. Bao lâu cần phải sạc một lần thì tùy vào máy. Mỗi lần sạc đầy có thể sử dụng khoảng 80 đến 100 phút. Nếu dùng khoảng 15 phút mỗi lần thì dùng trong 5 đến 6 lần là sạc lại. Chú ạ, U40 hoặc là tính đồ của Mask đấy vào trong đâu phát. Sáng ngay em 7-in-1. Đơn giản hơn cả đang dùng, đã thấy là còn hạt rẻ, Sonic hoặc Sonic ES. Hãy di chuyển, nhỏ gọn thì có 5-in-1 mini. Còn nếu mà muốn tiện lợi đa di năng thì đã có 5-in-1 bàn phôn. Đối với cả những sản phẩm mới, thôi, lúc nào ra mắt thì hướng dẫn sau nhé.